Các bạn nhìn thấy khung cảnh xung quanh đâu không ạ? Đây là phòng chờ sân bay ở Singapore các bạn. Mình sắp phải bay về Việt Nam thì mình mới được trên tay cái mẫu iPhone 14 Pro Max Deep Blue này. Đây, đi vào cùng xem với Deep Purple. Deep Purple tím sâu thẳm mộng mơ như cái tâm hồn của mình này. Cùng đi vào xem nó có cái gì nhá. Và đấy, các bạn thấy một chuyến đi rất là khó khăn và phải ra đến sân bay rồi mình mới có thể làm video về cái chiếc máy này. Nhưng các bạn ở Việt Nam hoàn toàn có thể tìm hiểu thông tin và mua được những cái mẫu iPhone 14 series chính hãng Việt này rất sớm thôi. Mình sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo tại shop đăng là lấy ủy quyền chính hãng của Apple nha. Những mức giá là thời gian đặt hàng hay là thời gian dự kiến về hàng của những cái mẫu máy thuộc 14 series đã có rồi. Còn hiện tại mình nghĩ là các bạn mà mua hàng xách tay thời điểm đầu ấy thì nó sẽ rất là đắt. Mình sẽ làm kỹ về video đó hôm sau, bởi vì là hiện tại mình thấy Apple đang có một cái động thái hơi bóp nghẹt hàng xách tay một chút và rất khó khăn để mình có thể mua được một mẫu máy như thế này. Xin chào anh em, đây iPhone 14 Pro Max Deep Purple màu tím sâu thẳm mà các bạn luôn luôn hỏi chúng mình là ở đâu ra, đâu rồi, thì hôm nay cuối cùng được trên tay đây. Mình biết là rất nhiều kênh lên video về cái máy này rồi, cho nên là mình sẽ chỉ tập trung trả lời cho các bạn những cái thứ mà các bạn đã hỏi mình ở trong các cái video trước mà thôi. Đầu tiên là màu tím nó như thế nào, nó sâu như thế nào, nó đẹp như thế nào, thì mình xin trả lời luôn là nếu các bạn ngồi vào trong buổi tối ấy, thì màu tím này nó sẽ gần như là màu đen. Đây, mình đang có màu 14 Pro, xin lỗi các bạn, 14 Pro Space Black. Nếu các bạn ở trong trời tối ấy, thì màu tím này gần như là sẽ đen luôn. Lúc này mình cứ quay một cái suộc dọc rồi thì các bạn có thể nhìn tạm vào đây nhá. Còn khi mang ra ngoài sáng như thế này thì nó cũng sẽ chỉ là một cái màu tím nó rất là sâu, mà chủ yếu nó sẽ tập trung hiển thị ra phần camera này, cái chỗ mà có kính bóng ấy thì màu tím nó sẽ rõ nhất. Còn những cái phần kính nhắm mờ thế này thì gần như là các bạn sẽ rất là khó thấy nó tím. Và nếu mà so với cả cái màu hồng của con 13 mini của mình ngày xưa thì đây chắc là 15 tuổi, còn đây 80 tuổi, nhuốm màu thời gian lắm rồi. Đấy, nhưng mà được cái là có cái viền bóng rất là đẹp. Đây cũng so luôn với cả viền của 14 Pro này. Hay là các bạn có thể nhìn tạm cái viền và cái mặt lưng của màu Pacific Green ở trên 12 Pro Max, các bạn có thể thấy ở đây. Thì mình thấy là cái đời 12 Pro Max này, xong rồi 13 Pro Max Apple ra thêm một cái màu xanh sau đấy nữa, rồi từ 11 Pro Max Apple cũng làm cái màu xanh Midnight Green ấy. Thì có vẻ như là họ dạo này với những cái dòng Pro họ khá là thích những cái tông màu trầm, kiểu mạnh mẽ nam tính Pro. Mình cũng không hiểu lắm về cái này. Ok, nói về cụm camera đi, là cái yếu tố thứ hai mà các bạn có thể hỏi mình khá là nhiều về cái cảm biến chính 48 megapixel ở đặt ở dưới nha các bạn. Và đây là cái cụm LED. LED này thì sẽ không chia thành 4 cái bóng giống như là con 13 mini của mình hay là các cái máy đời trước, mà nó sẽ chia thành 9 phân vùng khác nhau. Và khi các bạn chụp tùy camera zoom góc siêu rộng hay góc thường ấy, thì từng những cái vùng của 9 cái bóng đấy nó sẽ mở lên để tạo ra là sáng phủ, sáng đều hay là sáng nhỏ mà thôi. Và cái camera chính này, đây các bạn nhìn này, dày vãi, dày thật sự luôn. So với 13 mini hay là đây so với cả 12 Pro Max, rồi 13 Pro Max các thứ. Ui, nó đúng là con này nó cắn thật sự ấy. Hôm qua trên TikTok mình có làm một cái video rồi, là các bạn không tái sử dụng ốp của dòng cũ vào đây được nhá. Mặc dù lắp vừa nhưng mà cái cụm camera này nó sẽ hơi lệch xuống phía dưới một tí, và các bạn lắp ốp của 13 Pro Max vào là nó sẽ bị cấn. Ok, camera này năm nay chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ zoom là 2x. Nhưng mà 2x này các bạn sẽ thấy nó có một cái sự chi chá nhẹ nhẹ ở đây, các bạn thấy không? Chỉ khi nào đi qua 3x nó mới nhảy sáng và nhảy nét một chút. Đấy là đổi camera đấy các bạn. Còn 1x nó cũng nhảy. Còn cái 2x này chính xác sẽ là từ 48 megapixel. Bình thường thì mẫu máy này sẽ chụp ảnh ở 12 megapixel nhá, gộp 4 điểm ảnh là 1 ở cái cảm biến chính ấy. Nhưng khi các bạn zoom vào 2x thì nó sẽ dùng toàn bộ là 48 megapixel, sau đó nó sẽ crop lại và đúng 12 megapixel ở khoảng giữa này để tạo ra một cái bức ảnh crop, nhưng mà nó vẫn là zoom 2x, nhưng mà đây là hoàn toàn zoom kỹ thuật số các bạn nhé. Chỉ có khi đổi sang 3x thì nó mới là đổi cam thôi. Đây là chuyển cam này, mình có thể thực hiện cho các bạn luôn. 2x che camera chính lại nhá. Đấy, tối mù này. 1x thì là camera góc siêu rộng ở bên trái này. Đấy, còn 3x đổi cam, từ từ phải zoom thêm tí nữa nó mới đổi. Sorry, zoom thêm tí nữa nó mới đổi. Thì đây, mình có che cam ở dưới nó không hiện, mà mình phải che cái cam trên cùng, nó mới bị mất đi. Về khả năng quay video thì năm nay có cái tính năng action ấy, thật ra nó cũng khá là giống với cả cái tính năng siêu chống rung ở trên rất nhiều mẫu điện thoại Android đã có từ trước đến nay thôi. Đây mình bật cho các bạn xem. Thì bình thường để các bạn để quay ở HD 30 hay là 60 ấy, thì dùng cái tính năng này nó sẽ vẫn giữ nguyên cái độ phân giải như vậy và khung hình như vậy. Khả năng chống rung thì mình đánh giá nó đang ở mức chưa phải là quá tuyệt vời. Nhưng mà cái này thì mình sẽ cần phải trải nghiệm thêm để xem là khi ở các cái camera hay các cái điều kiện khác nhau nó như thế nào. Còn đây, nó có thể đổi camera bình thường khi các bạn bật action, nhưng đổi này là đổi fake các bạn ạ. Nó sẽ kẹt ở một camera và nó zoom thôi, chứ nó không đổi thật sự đâu. Mà các bạn phải chọn camera trước rồi các bạn bấm quay nó mới được. Này, đấy, đấy là ở HD 60 nhá. Và khi các bạn zoom lên thì tối đa là 6x thôi, chứ không đổi cam. Nếu mà chuyển sang HD 30 thì để mình thử nhá.
Đấy, thì là đổi được camera này. Đấy, tức là Apple vẫn có những cái điểm họ sẽ làm nghẽn cổ chai lại. Các bạn chỉ có thể đổi camera khi quay HD30 thôi. Chọn được camera 3X sẵn đi thì mình hoàn toàn có thể zoom ngược lại ra 0.5 là góc siêu rộng. Chứ nếu mình để HD60 này, mình quay sẵn ở 3X ấy, thì các bạn sẽ không thể zoom ngược lại được. Đó, không thể zoom nhỏ lại được bởi vì nó bị cứng ở cái camera này rồi. Chỉ có zoom lên là zoom kỹ thuật số thôi, chứ không thể zoom out được. Ờ, còn đây 4K thì đấy, nó lại bị crop vào là 2.8K. Đây là camera 48 megapixel của nó sẽ được hoạt động, sẽ bị zoom kỹ thuật số vào. Và nó dùng cái phần mềm đó nó chống zoom, giống như siêu chống zoom thôi. Mà khi các bạn bấm quay này, có đổi được camera không ạ? Không đổi được nha. Đây là 2.8K 60. Còn nếu mà là 2.8K 24, tức là 4K xong lại zoom kỹ thuật số vào ấy, thì đổi, có đổi được camera nha. Zoom tối đa là 9X. Còn nếu ở chế độ 30 thì mình nghĩ nó cũng sẽ là đổi được thôi. À, đấy, cũng đổi được. Rồi, ok, đó là trên tay thôi. Còn bây giờ mình sẽ mang về Việt Nam để mình test kia cho các bạn xem nha. Xin chào, hẹn gặp lại.